Vân Lịch xin chào mọi người nha. Vân Lịch vừa từ Sơn Tây xuống. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm đi tàu điện ga Nhổn, tuyến tàu điện Nhổn, ga Hà Nội. Mình vừa xuống cái điểm xe buýt ở gần ga, nó cái điểm sát ngay đường Xuân Phương, cho ngã tư Nhổn. Mình đi bộ một đoạn. Thực ra thì có một cái điểm xe buýt ngay trên này nhưng mình muốn đi từ dưới này đi lên. Tuyến tàu điện ngầm này thì đã chính thức đưa vào hoạt động từ sáng nay là 8 giờ sáng ngày 8 tháng 8. Ngày buổi sáng thì tình hình rất là đông nên là mình tránh luôn. Mình đi xe buýt từ nhà xuống mất tầm khoảng hơn 40 phút, gần 50 phút. Trước thì mình đã trải nghiệm ga Cát Linh, tuyến tàu điện của Cát Linh Hà Đông rồi. Chung là cái tuyến tàu điện này làm rất là lâu. Bãi xe. Cái gì? Cửa vào quầy vé. Chắc là chưa ạ. Đồng chưa? Đây là vừa xuống tàu này, xuống tàu và bây giờ họ muốn mua vé để quay lại hoặc thế nào. Đấy, rất là đông nhé. Sợi cấm da, lưỡi chiếc cấm da lại đây. Lối ra. Wow. Đây là lối ra, mình có vé rồi mình sẽ đi lên đâu đây? Đi Hà Nội. Từ Nhổn. Đây. ST01 ga Nhổn này, ga Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ. Ga Đại Quốc Gia, ga Chùa Hà, ga Cầu Giấy là ga cuối luôn này, F08 và các tuyến khác thì chưa hoàn thành. Đây, vé là bằng những cái nhân xu ạ, biểu tượng của Hà Nội này. Minh Khai. Nất đông nha. Chào mừng quý khách đến với tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội. Chúc hành khách có một chuyến đi tốt đẹp của chúng tôi. Ơi, quan trọng ạ. 5 giây rồi ạ.
Khi nào nó chạy thì em quay. Tàu sắp về chứ. Tàu về tàu đi. Tàu kia là chắc đứng yên. Bây giờ bắt đầu di chuyển về đây à, cái khu xanh xanh phía đằng góc kia trên map mình xem thì nó là khu nhà ga chính ấy. Có cái metro Hà Nội à, chả biết đảo công nghiệp. Chị đi qua. Ôi, rất tiếc. Không quay đầu ra. Cửa sẽ mở phía bên phải. Station.
Minh Thai. Hôm nay đông thật cô ạ. Đông. Nơi cái tàu bên cạnh này nhiều lắm. Đây họ toàn đi chơi mà. Xong rồi họ lại đi về. Hai sáng nay cho nên trên báo mạng sáng đông nghịt luôn, mình xếp hàng dài. Sáng ngày á? Tám giờ bắt đầu sáng nó xếp hàng dài luôn. 12 giờ tôi xem chiến lít luôn. Người Việt Nam nhiều hiếu kỳ nhỉ. 12 giờ xem thời sự thấy người đi luôn. Đi xe buýt ra chủ hàng. Anh đi đâu? Trải nghiệm ra cô đứng sát trong này thế. Đứng ra rớt thì mới nhìn được thiên mọi người chứ. Không phải ngại, cô chưa thấy tôi. Đang tăng tốc này. Xem nhầm một tay. Anh kia chỉ dạy mỗi chữ cái thôi mà dạy toàn bọn con gái. Ơ, mà nào. Yeah.
phía bên phải. Station. Mưa đạp đường. Doors open on the right side. Xin quý khách. Đi ngược tàu, đi về đuôi tàu, cảm giác hơi chóng mặt nha mọi người. Tàu dài ghê nhỉ, không biết bao nhiêu toa, mình còn vừa chưa đến luôn. Em có ghi số toa đây không? 11, 19 gì đây? Chùa Hà. Cửa sẽ mở phía bên phải. Station. Chu Ha. Doors open on the right side. Tí lại mua một cái vé đi này cho nhanh mà. Bà dưới đằng này à? Ôi giời. Phố cổ á? Thế đến cầu Giấy bà đi xe 09. Đấy bà đi xe 09. Cho đang định về đấy. Cho định ra vào hồ chơi đấy. Đây tí nữa về đấy. Vâng. Nhưng mà nếu mà đi 09 từ chỗ mà mình xuống cái này thì không biết là có 09A không? 09A đi nhanh chứ đi 09B đi vòng vòng xa lắm, mất gần tiếng đồng hồ dán bầu. 09A thì nó về cái chỗ qua. 09A hay 09B? Không, vẫn ở giữa bầu mà cho vẫn hàng các bà về. À ừ, thì vâng. Nếu có cả 09A thì đây được. Quan trọng là cái điểm xuống ạ. À. 09B thì nó đi từ Mỹ Đình ấy. Từ Mỹ Đình nó đi lên ạ, xong lại xuôi vòng đường trình các thứ nó xa. Kể cả sau này đi lại tôi có tiền đâu. Vâng. Phí lâu rồi. Có thể phí từ ngày 60 tuổi đến ngày 68. Đi 8 năm. Năm chơi trong nhau ông bảo cho đi cất linh đi, đi chơi rồi đấy. Đi nhà đâu? Cho biết. Thế bảo đi là cho ông bảo cho về dẫn đi. Vậy ông bảo cho bảy bố mẹ cháu ấy, 75 tuổi rồi. Bà vẫn đi các nơi toàn lên xe đi chơi. Đây là vừa đấy đi vào chùa Hà Thịnh ấy. Xong mà thấy cái bến này
lên luôn. À, thế là bà đi số ra đi lên luôn à? Lên luôn, 2 triệu như thế là chủ hàng, tôi vừa ra. Vâng. Vui. Điểm cuối nói cho giao thông vận tải sao mình? Đúng rồi. Để sướng đi. À đúng rồi, giao thông vận tải xuống đấy thì mình đi. Chị Na phát vào đây luôn đi. Bây giờ lên 9B thì nó mới chuyển đến, chuyển lên cho nó đi đường nào. Không, B nó không lên chỗ này giao thông đâu, chỗ Cầu Giấy nó cua đường láng luôn. Không lại cho đi rồi, xả tít từ mù. Vui lòng kiểm tra lại đồ đạc cá nhân. Vừa hết rồi đấy ạ. Đến đích rồi đấy ạ. Xin cảm ơn các khách đã sử dụng dịch vụ của mình. Có 8 cây dây mà. 8 cây dây. Em nhanh nhờ. 8 cây dây. Cái này nó có nhiều thế thì vui lắm nhỉ. Vâng. Mà chắc chỉ đến đây thôi, không làm được vào trong ga Hà Nội nữa. À có, ga Hà Nội vẫn đang làm. Nó vẫn đang làm. Cho thấy nó bảo. Thế ạ. Bên ở dưới này à? Đấy bảo là sao lại khó làm lắm mà. À, ba. Thế mà cháu đi cùng mẹ, đi cùng bà đi. Đi không chín đi. Ra chùa Hà. Ơ, ừ. Sao lại đến ga chùa Hà mà nhỉ? Cháu tưởng phải đến giao thông vận tải nhỉ? Đây là... Không có cái gì nữa. Cái biển kia là biển, về đằng kia sao? Đây Cầu Giấy cái này, công viên đây này. À, Thủ Lệ đây dưới gì ạ? Ồ, thế mà đi muốn đi 09A là phải sang bên kia đường mà, sang mảng bên cổng giao thông ấy. À đây đi ra đây. Hôm nay ngày đầu tiên như mới gần rồi ạ. Đi đi hôm nay. Đây nha mọi người. À, bây giờ đi lên kể, đây là đường đi lên, đi tàu tiếp mình đi ra. Trả lại ba chơi cho chút. Vâng, đi nhanh ạ. Nhanh cực kỳ. Hôm nay trải nghiệm vui. Đây, tí nó về thì mình sẽ... Lâu nay bạn về đi chơi. Ô bà biết chuyến tối, tối chuyến cùng là bao nhiêu mà? Cái này thì... Chuyến cùng là mấy giờ? Nó chắc phải 10 giờ đêm. Đây, công viên Thủ Lệ nha mọi người. Vâng, chào nhau chút. Bà ơi, chụp cái ảnh đó bà ơi. Chụp cái ảnh đã, ga Cầu Giấy. Có bà có máy chứ chụp cho bà kiểu. Nào, ra đây. Bà có máy có bà chứ chụp cho bà kiểu xong bà chụp nhận. Chụp kỷ niệm thế nào. Đấy. Con kỷ niệm bà đi chơi thôi. Đây đứng đi chỗ này bà ơi, để cho lấy cái chữ kia nhá. Để lấy cái chữ này nhá. Lấy chữ kia kìa. Thảo Tinh đi nào. Chào chị. Bà sang bên này chụp cho bà ấy kìa. Kỷ niệm đi, có cái ảnh kỷ niệm đi. Vâng. Rồi, chụp ảnh hơi xinh đấy. Rồi. Rồi ok. Ngày nào tôi phải chụp vài trăm kiểu như thế. Trời ơi, các bà đi chơi đông đội là vui lắm rồi. Hôm nay tôi chỉ có 3 người thôi. À thế ạ. Hôm nào đông nhất là 6 người. Ok, mình sẽ dừng đi xe tàu điện tại đây nha. Tối mình sẽ về trải nghiệm một lần nữa.